Sư Thích Minh Tuệ bị bắt vì khất thực, ai đúng ai sai? Hoan hỷ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo được luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, trong thời gian gần đây, không ít người trong chúng ta vô tình đã bắt gặp một vị sư đi bộ từ Nam ra Bắc với đôi chân trần và chiếc áo cũ khâu vá đủ chỗ. Hành trang của thầy chỉ là nụ cười trên môi, đôi chân trần mòn dạm, một chiếc bình bát chế từ lõi nồi cơm điện, kim chỉ và vài miếng vải bố nhặt được để khi nghỉ, thầy đắp thêm vào y phục. Thầy chỉ ăn một bữa cơm chay mỗi ngày do người dân biếu tặng, không nhận tiền và không lấy nhiều hơn một suất ăn. Thầy ngủ ở nghĩa địa hoặc những căn nhà bỏ hoang, cái áo của thầy đủ dày để không bị lạnh. Thầy có pháp danh là Thích Minh Tuệ, trước đây là một cán bộ địa chính và đã xuất gia ở tuổi 36, nay thầy đã 42 tuổi. Thầy phát nguyện đi bộ không dùng tiền để hiểu đời, hiểu mình, để cho mình trần trụi trước sân si, thực hành thoát khổ và mong muốn ra khỏi luân hồi. Lâu rồi mới có duyên gặp một vị thầy chùa mà mình muốn quỳ xuống đảnh lễ. Dù nhỏ bé, nhưng uy nghi của thầy có lẽ xuất phát từ sự nghiêm túc trong thực hành giới luật. Thầy không còn kết nối với các mối quan hệ về quyền lực và tiền bạc. Điều này vô cùng khó khi phần lớn Phật tử ngày nay đều nể phục các sư sở hữu chùa lớn, có ô tô, đồng hồ đẹp. Sư Thích Minh Tuệ đi khất thực bị công an hỏi thăm, sự thật khiến nhiều người cảm thán. Tuy nhiên, mới đây Sư Thích Minh Tuệ lại bị công an hỏi thăm vì một lý do hết sức bất ngờ. Theo đó, một video được đăng tải và lan truyền trên mạng cho thấy một anh công an đang kiểm tra giấy tờ của Sư Thích Minh Tuệ. Tuy nhiên, Sư lại không có đủ giấy tờ. Thấy vậy, anh công an đã giải thích một cách kỹ càng để Sư Minh Tuệ hiểu rằng ở Việt Nam có rất nhiều cơ sở tôn giáo như chùa, chiền, am, miếu, nhà thờ hay các thiền phái. Anh ấy nói, người hành khất, nếu muốn, có thể mượn địa điểm đó để mọi người đến. Còn khi anh tự ngồi đây và mọi người đến nghe, theo với lý thì là sai, nhưng theo với tình thì không sai, đúng chưa? Ai cũng có quyền tự do tín ngưỡng, ai cũng có quyền truyền bá. Ngày xưa, Đạo Phật cũng truyền bá từ Ấn Độ về Việt Nam theo hình thức hành khất này, chứ không phải người ta tự dưng mang kinh sang Việt Nam để truyền bá. Anh công an tiếp tục, tôi cũng hiểu và tôi cũng là một người theo tín ngưỡng đạo Phật. Ở chỗ tôi cũng có chùa và tôi cũng hay đi chùa, đi trên. Thực ra, anh không có đủ giấy tờ, anh không thể đảm bảo trong quá trình đi hành khất của mình có đủ sức khỏe 100%. Nếu anh gặp sự cố, ai sẽ chịu trách nhiệm? Không có pháp luật nào bảo hộ cho một công dân không có thông tin. Hơn nữa, việc tập trung đông người dưới chân cầu như thế này cũng không đảm bảo an ninh, cho nên tôi phải lập biên bản. Quả thật, sau khi nghe anh công an chia sẻ, ai nấy đều thấy thấu tình đạt lý. Thực tế trong cuộc sống, có đôi lúc chúng ta sẽ thấy các vị sư, thầy thường đi khất thực trợ duyên. Trên tay, các ngài ôm một bình bát, đi chân trần và có thể bước theo tăng đoàn hoặc đi đơn lẻ một mình. Vậy khất thực là gì? Khất thực có nghĩa là cho xin, tức là người tu sĩ thực hiện pháp tu bằng cách đi xin, nhưng đồng thời cũng cho lại người cúng dường những hạt giống thiện lành. Khởi tâm Phật trong chúng sanh để các chúng sanh được hoan hỷ, có những giây phút an yên trong tâm hồn. Hay nói chính xác hơn, khất thực tức là người tỳ kheo, sa môn đi xin thức ăn và cho lại những giá trị tinh thần. Khất thực ở đây có nghĩa là xin tất cả mọi thứ chúng sanh có thể cúng dường, bất cứ thức ăn nào mà mình có. Trong Phật giáo Nam Tông, khi chúng tăng đi khất thực, sẽ không từ chối hoặc do dự trước bất kỳ một loại thức ăn nào. Đối với Phật giáo Đại Thừa, vì đại đa số chúng tăng thường thọ dụng bữa chay, nên những ngày này hầu hết chúng tăng sẽ tự nấu ăn tại chùa hoặc các Phật tử sẽ cúng dường thức ăn trước giờ thọ chay. Người đi khất thực là người phải giữ được tâm thanh tịnh, tâm niệm luôn nằm ở chữ nhẫn. Bởi vì những chúng tăng đi khất thực có thể gặp phải rất nhiều chúng sanh với tính cách khác nhau, người hướng Phật cũng có, người lưu manh cũng có, người thiện lành cũng có, người độc ác, tham lam cũng có. Chính vì vậy, tâm niệm của người đi khất thực chỉ cần chú trọng vào hai chữ xin và cho. Truyền thống khất thực,
hay còn được gọi là một trong số 13 pháp tu khổ hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tu khất thực chính là biện pháp giúp cho người tu có sức khỏe lâu bền để trợ cho việc tu tập được dễ dàng hơn. Đồng thời, khất thực cũng chính là đi gieo duyên, đánh thức Phật tính và lòng từ bi của mỗi người. Những người gieo duyên cũng sẽ được giảm bớt tính tham lam và buồn xỉn. Hình tướng chúng ta thường thấy nhất chính là hình ảnh một chúng tăng tỳ kheo, sa môn, mặc trên mình thân y vàng nâu màu áo thường thấy nhất của Phật Pháp. Hai tay ôm bình bát này có thể được đeo ở bên hông, hai tay của chúng tăng sẽ chắp tay thủ ấn. Hoặc chúng ta có thể thấy hình tướng của một vị tu sĩ, một tay ôm bình bát, một tay thủ ấn trước ngực. Điều đặc biệt là khi đi khất thực, tất cả các chúng tăng đều đi chân trần. Điều này lý giải là đôi chân đi qua tất cả những nơi khó khăn, có bằng phẳng, có gồ ghề, có hiểm trở, có đất lành, có người. Chúng tăng đi khất thực chính là chiêm nghiệm sự đời, đứng ngoài tất cả để theo dõi, để gieo duyên và để độ chúng sanh. Vậy, vì sao các sư thầy đi khất thực? Như đã nói ở trên, khất thực là một trong những pháp tu khổ hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, duy trì truyền thống này mỗi ngày. Có một điển tích nói về việc Đức Vua Tịnh Phạn cảm thấy vô cùng buồn bã khi Đức Phật đi khất thực. Đó là vào thời khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ để thăm người thân và thuyết pháp. Sau khi Ngài cùng chúng tăng đến thuyết pháp tại một ngôi nhà của vị hoàng thân, vì vị hoàng thân không có lời mời thỉnh trai tăng, Ngài đã dẫn các đệ tử ra phố xin khất thực như thường lệ. Đức Vua Tịnh Phạn lúc bấy giờ đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon để thiết đãi Phật cùng tăng đoàn. Tuy nhiên, Ngài mãi không thấy ai xuất hiện. Sau đó, khi nhận được tin là tăng đoàn đã ra phố xin ăn, Ngài rất đau khổ và đã chất vấn Đức Phật, tại sao khi ta chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy nhưng tăng đoàn lại không đến? Con đã làm tổn thương ta, làm nhục hoàng tộc như vậy. Con vốn dĩ là người kế thừa ngai vàng, là thái tử của một nước, vì sao lại đi xin ăn? Đức Phật trả lời rằng, truyền thống khất thực này là truyền thống của chư Phật. Các vị chư Phật trong quá khứ đều đi khất thực hàng ngày và đó không phải là một điều nhục nhã. Sau khi Đức Phật giải thích, Vua Tịnh Phạn đã hiểu ra và không còn cảm thấy bị tổn thương nữa. Ngài thỉnh Phật và các vị chư Tăng trong đoàn về Hoàng Cung để thọ trai. Chính vì vậy, truyền thống khất thực đã được kéo dài cho đến tận ngày nay. Hình thức khất thực ngày nay thường được nói là gieo duyên. Các sư thầy sẽ đi theo một tăng đoàn đi từ lúc trời còn sáng, khi bình bát đã đầy, các ngài sẽ đậy nắp bình bát lại và tiếp tục bước đi. Sư thầy đi khất thực chính là một pháp tu giúp loại bỏ lòng tham, rèn luyện tính nhẫn nại, từ bỏ tính kiêu ngạo và tự cao. Đây cũng là một trong những cơ hội để đi giáo hóa và phổ độ chúng sanh. Khất thực là một trong những truyền thống Phật giáo và cũng là cơ hội để lan tỏa Phật Pháp, gieo những thiện lành, giúp những người cúng dường có duyên kết với Tam Bảo, đoạn trừ lòng tham, biết sống đủ, sống an vui, hạnh phúc. Trong một giai thoại, có ghi chép về việc tôn giả Mục Kiền Liên đã độ một bà lão bán bánh. Bà lão này chưa từng bố thí cho ai bất cứ thứ gì. Vào một ngày nọ, Mục Kiền Liên đến trước cửa nhà bà để khất thực. Bà lão ban đầu nhất định không cho, tuy nhiên, để đuổi ngài đi, bà ta nghĩ rằng chỉ cần bỏ một chút bánh thì chắc chắn sẽ xua được. Khi bà ta lấy một mẩu bánh nhỏ, không hiểu vì nguyên do gì mà những chiếc bánh lại dính chùm lại. Vì đã lỡ nói sẽ bố thí, nên bà ta đành bỏ toàn bộ chỗ bánh đó cho tôn giả Mục Kiền Liên. Bất ngờ thay, khi bà ta vừa trao bánh, trong tâm của bà liền trở nên vui vẻ, hứng khởi và hoan hỉ hơn nhiều. Như vậy, việc cúng dường những chúng tăng đi khất thực không chỉ mang ý nghĩa bố thí mà còn giúp giải trừ lòng tham. Những hạt giống thiện lành sẽ tự nảy mầm trong tâm hồn và giúp chúng sinh giải trừ được kiếp tham, sân, si. Khi Đức Phật đi khất thực, Ngài sẽ tới từng nhà để xin, chứ không phải lựa chọn những nhà hảo tâm hay những nhà khá giả để xin. Ngài tới từng nhà và những người bố thí có thể cho bất cứ thứ gì họ có. Các chúng tăng sẽ thọ những thức ăn đó với tâm hoan hỷ. Nếu như ngày hôm đó không thể xin được bất cứ thứ gì, thì chúng tăng cũng phát tâm hoan hỷ, nhịn đói. Trong hoàn cảnh nào thì chúng tăng cũng luôn giữ cho tâm của mình được an yên,
không vì bất cứ chút danh lợi vật chất nào mà đánh mất đi bản ngã của mình. Những chúng sanh khi thấy chúng tăng có tâm như vậy, tự nhiên họ cũng sẽ khởi phát tâm an vui, sống một cuộc đời hạnh phúc. Đối với những người khất sĩ, việc đi khất thực sẽ giúp họ loại bỏ được phiền não, chiêm nghiệm lại cuộc sống nhân gian. Khi đi khất thực, họ có thể bỏ được sự kiêu ngạo và rèn luyện được tâm nhẫn nại, thấy được nhiều cảnh trong thế gian này để đoạn trừ lòng tham và vững chí tu hành. Bên cạnh đó, người khất sĩ đi khất thực còn là việc gieo duyên thiện lành và giáo hóa chúng sanh. Trong kinh Phật giáo, có ghi chép lại việc tôn giả La Hầu La trong lần đi khất thực với người thầy của mình là Xá Lợi Phất, đã gặp một tên lưu manh. Hắn đã lăng mạ, nói những lời khó nghe và còn ném cát vào bình bát của Xá Lợi Phất. Bên cạnh đó, hắn còn cố ý gây thương tích cho tôn giả La Hầu La khiến đầu của ngài bị chảy máu. Tuy nhiên, hắn không nhận lại lời chỉ trích hay chống trả từ hai vị tôn giả. Hai vị tôn giả lúc ấy bình thản ngồi băng bó vết thương và lại tiếp tục đi hành khất. Lúc đó, trong tâm của hắn tự nhiên khởi phát lên lòng hối hận, ăn năn. Như vậy, người đi khất thực có thể rèn cho mình được tính nhẫn nại, đồng thời trong tâm luôn hướng tới phổ độ chúng sanh. Dù là trong hoàn cảnh nào, họ vẫn giữ được cho tâm mình được vững vàng. Đức Phật Thích Ca vốn xuất thân là một vị thái tử, sống trong lụa là gấm vóc. Tuy nhiên, ngài lại chọn con đường tu hạnh. Đức Phật Thích Ca sẵn sàng cầm bình bát và đi xin ăn ngoài phố, đã bỏ tâm kiêu ngạo của mình xuống vị trí thấp nhất, chính là người xin ăn. Tuy nhiên, hình ảnh của ngài vẫn toát lên được vẻ tôn quý nhất. Việc cầm bình bát đi khất thực giúp cho chúng tăng hiểu được cuộc sống của mỗi chúng sanh. Chúng tăng sẽ nhận bất cứ đồ ăn nào mà chúng sinh cúng dường. Bên cạnh đó, khi bình bát đã đầy, thì chúng tăng bắt buộc phải đậy nắp bình bát lại và dừng khất thực, từ đó giúp loại bỏ được tính tham và tiến tới con đường tu tập, rèn luyện sự kiên trì vững vàng để không khởi phát lòng tham. Ý nghĩa là vậy. Tình trạng sư giả ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, ngày nay việc sư đi khất thực ít nhiều cũng đã bị biến tướng. Điển hình nhất là ở Bình Dương, sau một thời gian tạm lắng, các sư giả cái bang lại xuất hiện để tranh thủ lòng tốt của người dân trong mùa lễ hội rằm tháng giêng. Theo đó, sau Tết Nguyên đán năm 2016, sư giả từ khắp nơi đã đổ về Bình Dương để khất thực. Tình hình căng thẳng đến mức vào sáng ngày 20 tháng 2, Ban trị sự Phật giáo thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã phải chỉ định các nhà sư vào cuộc và xử lý. Sự thật đã được trực tiếp đối chất, vạch mặt và bắt nhiều sư giả phải viết cam kết không mượn màu áo nhà chùa để tiếp tục lừa đảo. Thực tình thì chúng tôi cũng không dám mạnh tay với những đối tượng giả sư vì họ rất hung hăng. Nghe nói ở thành phố Hồ Chí Minh có nhà sư vì can thiệp xử lý sư giả mà bị đánh. Dù sao, chúng tôi cũng phải vào cuộc chứ không thể để họ lừa đảo như vậy được. Thượng tọa Thích Thiện Châu, trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Thủ Dầu Một, vào sáng ngày 20 tháng 2 đã cử 3 nhà sư đi dẹp nạn này. Các sư nhờ lực lượng hiệp sĩ đường phố Bình Dương tìm kiếm và mời nhiều người đang khất thực về khu vực chùa làm việc. Chỉ trong một giờ quanh vài tuyến đường ở trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, hiệp sĩ đã gặp và đưa 3 vị sư đang khất thực trên đường về. Trong đó có người cầm bình bát chứa hơn 700,000 đồng. Đối tượng đầu tiên bị mời về là một người đàn ông trung niên mặc áo vàng nhà chùa, đội mũ len, đang khất thực trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Ông này khai tên Trần Văn Khanh, 39 tuổi, ngụ tại ấp xóm chùa, xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đại Đức Thích Mỹ Ý, một trong 3 nhà sư được phân công dẹp nạn sư giả, kiểm tra ông Khanh bằng vài câu hỏi liên quan đến thức nhà Phật thì ông ta bối rối. Ông Khanh thừa nhận mình giả sư từ khoảng 10 năm trước, lúc đó đang là công nhân của một công ty sản xuất giày ở khu vực Bình Triệu, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, ông quen biết với nhiều người quê Nghệ An, Thanh Hóa và ở trọ, học nghề giả sư. Ông Khanh khai nhờ họ chỉ, tôi mới biết cách làm. Tuy nhiên, tôi đi khất thực vài bữa thì bị bắt tại Sài Gòn, tôi nghỉ đi làm thuê, thời gian sau bị bệnh viêm gan B. Không làm được việc nặng nên đành quay lại hành nghề giả sư.
Ông Khanh kể, một ngày đi khất thực từ 7 giờ đến khoảng 9 giờ kiếm được nhiều nhất là tầm 400,000 đồng. Tôi có vợ và ba đứa con đang đi học. Giả sư, tôi áy náy nhưng phải làm để nuôi con, ông Khanh than vãn. Một sư giả khác cũng bị vạch mặt là Nguyễn Thị Ngọc Hương, ngồi đối diện với Đại Đức Thích Mỹ Ý. Bà Hương trình bày, con mới để em bé, không làm gì được nên đi khất thực mà dịp này con mới đi. Mỗi ngày con kiếm được một vài trăm ngàn về mua sữa cho con thôi. Bà Hương khai mình 36 tuổi, ngụ phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, đã ly dị chồng. Ra đường thấy người ta khất thực dễ kiếm tiền quá nên bắt trước, bà mua áo nhà sư rồi lên khu chợ lớn, thành phố Hồ Chí Minh mua bình bát về để hành nghề. Kết thúc câu chuyện về sư Thích Minh Tuệ, chúng ta thấy rằng, dù có những hiểu lầm và thách thức, tinh thần khất thực của Ngài vẫn thể hiện sự thanh cao và lòng vị tha sâu sắc. Cuộc sống của Ngài là minh chứng cho việc tuân thủ nghiêm ngặt các giới luật Phật giáo, không chỉ là hành động của cá nhân mà còn là sự lan tỏa ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh. Mặc dù phải đối mặt với sự thẩm vấn từ cảnh sát và những khó khăn từ phía xã hội, nhưng Ngài vẫn kiên định trên con đường mình đã chọn. Qua đây, chúng ta được nhắc nhở về giá trị của sự kiên nhẫn và kiên trì, cũng như sức mạnh của sự lựa chọn sống một cuộc đời giản dị và tự tại. Đây là bài học quan trọng cho mỗi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, nơi mà những xung đột và thử thách luôn rình rập. Sư Thích Minh Tuệ không chỉ là một nhà sư mà còn là một biểu tượng của sự tự do tâm linh và sự hiểu biết sâu sắc về luật nhân quả trong Phật giáo. Những tranh cãi về việc khất thực có thể chưa có hồi kết, nhưng câu chuyện của Sư Thích Minh Tuệ đã giúp chúng ta hiểu rằng, trong mọi hành động và lựa chọn, chúng ta nên đặt niềm tin vào những giá trị thiện lành và tích cực. Hãy để những hành động tử tế và ý nghĩa làm dẫn lối cho cuộc sống, mang lại sự bình an và hạnh phúc không chỉ cho bản thân mà còn cho cả cộng đồng xung quanh. Phần tiếp theo, mời quý vị lắng nghe câu chuyện nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai, câu chuyện ly kỳ được một pháp y kể lại. Nghiệp lực của con người là điều không thể nghĩ bàn, luật nhân quả báo ứng xưa nay không hề bỏ sót một ai. Câu chuyện dưới đây hy vọng sẽ giúp chúng ta tin tưởng hơn về điều này. Bác sĩ có thể nhìn thấy vô vàn những ca tử vong của con người, từ góc độ của y học cũng như góc độ khoa học mà nói, tất cả những ca tử vong đều có nguyên nhân của nó. Có thể là do tuổi tác đã cao, các bộ phận trong cơ thể lão hóa đến hồi kết của sinh mệnh, hay các yếu tố khác tạo thành, nói chung là đều có nguyên do. Nhưng có rất nhiều cái chết, nếu chúng ta điều tra chi tiết thêm một bước nữa, thì sẽ phát ra được sự thực đằng sau đó. Luật nhân quả, đó là điều mà khoa học cũng như y học ngày nay không thể thấu hiểu và nghiên cứu chứng thực được rõ ràng. Dưới đây là câu chuyện ly kỳ được kể lại bởi một pháp y nhiều năm trong ngành, sự việc xảy ra vào một ngày mùa đông. Cái chết của một phụ nữ trẻ tự sát trên cầu. Vào một đêm mùa đông, cục cảnh sát nhận được điện thoại thông báo có người tự vẫn trên một cây cầu ở ngôi làng ngoại ô thành phố. Pháp y được thông báo sẽ cùng cảnh sát nhận nhiệm vụ lên đường đến hiện trường vụ án. Tới nơi, họ phát hiện trên cầu là một phụ nữ trẻ treo cổ tự vẫn, thời gian chết vẫn chưa được lâu. Pháp y kiểm tra sơ bộ xong kết luận rằng quyết tâm muốn chết của người phụ nữ này rất là kiên định, hầu như không có một chút do dự nào cả. Sau khi lấy dây buộc vào cổ xong liền nhảy xuống dưới cầu tạo ra lực rơi rất mạnh, đến cả gân cổ còn bị đứt. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì khiến một người con gái còn thanh xuân như vậy phải quyên sinh, bỏ đi sinh mệnh của mình? Sau khi cảnh sát điều tra đến ngôi làng gần đó để tìm hiểu về thân nhân của nạn nhân, lúc tới nơi, lại gặp một cảnh khiến người ta không khỏi kinh động. Vợ chồng cãi nhau, hai mẹ con bỏ mạng oan uổng. Khi vào nhà của người phụ nữ kia, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt phía cảnh sát đó là cảnh tượng một đứa trẻ chưa đầy một tuổi bị chết cóng trên giường. Cạnh đó, cha đứa trẻ đang khóc lóc bi thương trước cái chết của con mình. Cha đứa bé thấy cảnh sát vào nhà thì liền khóc lóc thảm thiết hơn, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện về nỗi uất ức của mình, nhưng cũng không hề hay biết tin gì về cái chết của vợ. Hóa ra do hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, mà sự việc cũng không có gì lấy làm phức tạp.
khi người chồng ra ngoài gặp gỡ bạn bè uống rượu, vợ ở nhà một mình trông con. Sau khi người chồng trở về, người vợ nổi giận đùng đùng trách mắng chồng ra ngoài cặp bồ, có quan hệ qua lại bất chính với một người nào đó. Khi thấy vợ đổ oan cho mình, người chồng nổi cơn tức giận không thể kiềm chế, cảm thấy vợ mình tự nhiên vô duyên vô cớ gây chuyện. Bản thân cùng lắm cũng chỉ là ra ngoài tụ tập bạn bè uống chút rượu, giờ tự nhiên lại bị vợ vu oan giá họa cho cái tội ngoại tình. Vậy là đôi bên lớn tiếng cãi nhau không ngừng, người chồng tức quá lại tiếp tục đi tìm bạn uống rượu tiếp. Vợ ở nhà thấy vậy lại càng tức giận hơn, cho rằng chồng vô tâm, vợ chồng lấy nhau chưa được bao lâu đã thay lòng đổi dạ, đã vậy lại còn ra bên ngoài gặp gỡ người khác, uống rượu lại còn mua vui. Điều tức giận hơn nữa là thà chết chứ không chịu nhận. Trong lúc nhất thời nghĩ không thông, cho rằng như này thà chết cho xong chứ sống làm gì nữa. Nghĩ rồi liền nhắn tin cho chồng nói, anh về nhà mà trông con, tôi không trông con nữa. Người chồng thì trong lúc uống rượu không để ý tin nhắn, đến khi say mềm rũ rượi thì mới trở về, về nhà vợ chẳng thấy đâu. Chỉ thấy đứa con trên giường bị chết vì lạnh, có lẽ trong lúc không có người trông nom, đứa bé cọ quậy đạp chăn ra khỏi người, rồi bị lạnh hoặc sặc sữa mà chết. Thường thì vì nhà ở nông thôn, phòng ngủ không được giữ ấm, trời lại lạnh hơn 10 độ. Người chồng tội nghiệp vẫn không hề hay biết vợ mình treo cổ tự vẫn nên cảnh sát mới đến, ra sức phân bua rằng do vợ mình không chăm sóc con, bỏ mặc đi đâu mới dẫn đến cái chết của con mình. Khi cảnh sát bắt buộc phải thông báo cho người chồng về cái chết của vợ mình, nghe xong người chồng đau khổ tột cùng mà lăn ra ngất xỉu. Thủ phạm gây ra thị phi. Một việc đơn giản lại gây ra cái chết oan uổng cho hai sinh mệnh, một phụ nữ tuổi đời còn quá trẻ, một đứa trẻ non nớt đáng yêu, cả hai sinh mệnh bị hủy đi trong chớp mắt thật khiến cho người ta không khỏi đau lòng. Sự việc có lẽ cũng chỉ là sự hiểu lầm nhưng lại gây ra cái kết quá bi thương, thoáng chốc người chồng trẻ phải mất đi những người thân yêu nhất, gia đình trở nên tan nát. Đời người còn dài, tương lai còn rộng, đâu đến mức phải bịt đường bít lối nhất định phải chết như này, quả thật là oan uổng. Vụ án đơn giản, sau khi xác minh rõ mọi chuyện đây chỉ là vụ tự sát đơn thuần, mọi việc đi vào kết thúc một cách nhanh chóng. Nhưng mà trong quá trình điều tra án mạng, phía cảnh sát lại phát hiện một việc, đây chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện thị phi. Ở đầu thôn bên cạnh đường quốc lộ có một người họ Lưu làm nghề chữa xe máy, người này ngoài 50 tuổi, đã ly hôn vợ và sống cuộc sống đơn độc một mình. Vì thôn làng ở ngoại ô cũng nhỏ, hầu hết mọi người trong làng đều đến đó sửa xe và quen biết. Người này bản thân sống một mình buồn chán nên thường ngày thích nói chuyện đưa đẩy đặt điều thị phi làm trò tiêu khiển cho hết thời gian. Không cần lý do, người này tùy hứng bản thân mà đơm đặt chuyện của người khác. Ông ta nói với người phụ nữ kia rằng chồng cô đã cặp với người khác, đã thế lại còn miêu tả sống động như thật. Điều này khiến cho cô vợ tin chắc rằng chồng mình đã có bồ thật dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng sau đó. Phía cảnh sát sau khi điều tra chứng thực tất cả mọi chuyện này đều là lời đơm đặt của người họ Lưu, mọi người trong thôn ai nấy đều bừng bừng nổi giận tố cáo với cảnh sát. Họ Lưu kia thường ngày thích nhất là đặt điều thị phi, thêm mắm thêm muối vào nhiều sự việc làm cho rất nhiều gia đình quanh đây vì thế mà trở nên xung khắc. Ngược lại, khi mọi người bị hiểu nhầm cãi nhau thì họ Lưu kia lại vô cùng hả hê vui vẻ. Mỗi khi nghe được ai đó vì mình mà cãi nhau thì rất phấn khích. Lúc cao hứng ra quán uống rượu lại đem ra khoác lác như thể là sự việc rất đáng để tự hào. Tuy vì sự đặt điều của họ Lưu kia mà dẫn đến cái chết oan uổng của hai mẹ con thiếu phụ, nhưng việc này lại không thể kết thành tội danh hay liên đới trách nhiệm gì. Phía cảnh sát cũng chỉ đành giáo huấn cho người họ Lưu kia một trận rồi thôi. Hy vọng sau này có thể bỏ thói hư tật xấu này đi. Uống nhầm chất độc, hủy nát miệng lưỡi. Nói đến cũng thật ly kỳ. Sau đó mấy tháng, pháp y nhận được thông báo của phía cảnh sát, nói rằng người họ Lưu kia trong một lần đi chơi uống rượu về khuya, sau khi về nhà nửa say nửa tỉnh lại muốn lấy rượu ra uống tiếp. Đầu óc mơ màng với tay lấy một chiếc bình tưởng rằng đó là rượu đưa lên miệng.
Điều đáng tiếc xảy ra, đó lại là một bình khí hóa lỏng để dùng khi sửa chữa xe. Đây là một chất có nhiệt độ cực thấp. Khi tiếp xúc vào sẽ có phản ứng bỏng lạnh cực nhanh, chỉ 1-2 giây là khiến vị trí tiếp xúc bị bỏng nặng. Không cần nghĩ thì mọi người cũng biết điều gì sẽ xảy ra. Toàn bộ lưỡi và khoang miệng của người họ Lưu bị bỏng lạnh đông cứng lại, ông ta đau đớn ngã gục xuống đất hôn mê. Rất may là có người phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng mà đối với loại vết thương kiểu này thì bác sĩ cũng đành bó tay. Không thể vãn hồi gì được, lưỡi đã tổn thương quá nặng nề, không những vậy nguyên cả vòm họng cũng đã biến dạng rồi. Tuy tính mạng được bảo toàn nhưng cả đời về sau phải dùng ống dẫn thức ăn trực tiếp vào dạ dày, tình cảnh rất bi đát. Nhân quả tuần hoàn không sót một ai. Vị pháp y chứng kiến toàn bộ câu chuyện này là một Phật tử, đối với tín ngưỡng thì luôn một lòng thành kính. Kinh nghiệm nhiều năm đối diện với rất nhiều kỳ án, muôn hình vạn trạng đã khiến rút ra một kết luận rằng y học và khoa học ngày nay còn có rất nhiều điều hạn chế. Nó khiến cho nhận thức của con người cũng bị bó hẹp. Có rất nhiều những điều mà cả y học và khoa học hiện đại không thể nào giải thích được. Vị pháp y trải qua những kinh nghiệm mở rộng điều tra, phân tích chi tiết nhiều vụ án, ông phát hiện rằng điều mà nhà Phật giảng về nghiệp lực của chúng sinh, về thiện có thiện báo, ác có ác báo là vô cùng chân thực, là chân lý muôn đời bất biến. Luật nhân quả có những lúc biểu hiện ra không hề rõ ràng, khiến người đời khó lòng phát hiện. Nhưng mà trong thực tế, quy luật ấy đích thực là có tồn tại, cho dù là nó không báo ứng ngay tại đời này thì cũng báo ứng trong đời khác. Câu chuyện trên đây có lẽ chính là một sự báo ứng ngay tại đời này. Vậy nên, con người chớ vội vàng quy kết không thấy thì không thể tin. Bởi có những điều mắt của chúng ta không nhìn thấy, nhưng không phải là chúng không tồn tại. Câu chuyện mà Pháp Y kể lại cung cấp cho chúng ta một lời nhắc nhở sâu sắc về luật nhân quả báo ứng, nêu bật tầm quan trọng của việc hiểu và giao tiếp rõ ràng trong các mối quan hệ. Sự hiểu lầm giữa người vợ và người chồng đã dẫn đến hậu quả bi thảm, cho thấy cần thiết phải trung thực và cởi mở với nhau để tránh những kết cục không đáng có. Đồng thời, câu chuyện cũng là một lời cảnh báo về ảnh hưởng tiêu cực của lời nói độc hại và thị phi. Như trường hợp người đàn ông họ Lưu đã sử dụng lời nói để giải trí mà không suy nghĩ đến hậu quả của nó đối với người khác. Thêm vào đó, câu chuyện cũng nhấn mạnh đến sự thật của luật nhân quả, cho thấy mọi hành động của chúng ta, dù tốt hay xấu, đều sẽ nhận lại kết quả tương ứng. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động và ý thức về tác động của hành vi cá nhân đối với người khác. Câu chuyện còn chỉ ra giá trị của sự thông cảm và tha thứ, thể hiện qua sức mạnh của việc hiểu và chia sẻ với những khó khăn mà người khác đang trải qua, cũng như khả năng của sự tha thứ trong việc ngăn ngừa hậu quả tiêu cực. Kết quả là, câu chuyện không chỉ là một bài học về sự thật của nhân quả mà còn là một lời nhắc nhở về việc sống một cách có trách nhiệm và từ bi. Chúng ta được khuyến khích không chỉ suy nghĩ về hiện tại mà còn suy ngẫm về tương lai. Tránh vội vàng đưa ra quyết định mà không cân nhắc kỹ lưỡng, bởi lẽ mắt thường không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Câu chuyện cung cấp một bài học quý báu về việc cân nhắc mọi hành động và lời nói để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và những người xung quanh.